những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Nghề cưa bom ở Việt Nam, chỉ mới nghe thôi thì rất nhiều người đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam có nghề như vậy. Nghe thì có vẻ người làm nghề này chắc chắn thật là người vô cùng dũng cảm, nhưng thực sự cũng không đáng tự hào, bởi họ cũng chỉ vì mấy cưa bánh áo mà phải liệu mình có đây là một nghề kiếm sống. Hầu hết họ đều là người lao động nghèo, thu nhập cũng không phải nhiều, chỉ khoảng 100.000 đồng trong ngày. Nghề lao kính thì cao tầng ở Ấn Độ, không phải ai cũng đủ can đảm và đủ khả năng để làm nghề này. Nếu một trong hai điều kiện đó, chắc chắn bạn hoặc là bỏ nghề hoặc là bỏ mạng. Người làm nghề lao kính nhà cao tầng cũng đòi hỏi phải là người hết sức bình tĩnh và phải là người rất cẩn thận. Trên thế giới, những người làm công việc này thì trả lương rất cao, nhưng ở Việt Nam, lương trên công việc lao kính nhà cao tầng chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Nghề đầu bật với cá sấu ở Thái Lan, đó là những công việc thường ngày của những nhân viên ở của Thái Lan. Hàng ngày họ phải đấu vật với những chú cá sấu to lớn và hung dữ, được nuôi thả tự nhiên để mua vui cho người xem. Một trong những hành động nguy hiểm của công việc này là đeo đồ mình vào miệng của một chú cá sấu đang há to miệng. Chỉ cần một chút lơ là và không cẩn thận, rất có thể họ sẽ phải làm mồi của cá sấu trong chốc lát. Thợ hàn dưới nước. So với những người thợ hàn nằm trên mặt đất, những người thợ hàn dưới nước phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm bất ngờ. Trên thế giới, mỗi năm cứ 200 người làm thợ hàn dưới nước có 30 người chết. Hầu hết đều xuất phát từ nguyên nhân khác nhau như sốc, cháy nổ, bệnh tật. Nghề đánh bắt cua ở Alaska. Những ngư dân đánh bắt cua ở vùng biển Alaska phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa trong quá trình làm việc. Năm 2007, có đến 127 người chết vì làm nghề này. 80% là do bị tạt thiên nhiên đột ngột hoặc chết đuối do bị sóng đánh hất văng khỏi tàu. So với những công việc khác, công việc này nguy cơ tử vong cao gấp 6 lần. Nghề huấn luyện thú. Đây là một công việc khó nhằn đối với những ai có sở thích hay có ý định thử. Huấn luyện những con vật to lớn hay hung dữ như sư tử có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập khá lớn. Bên cạnh đó là được trải nghiệm cảm giác điều khiển con vật hoang dã. Tuy nhiên, rủi ro và nguy cơ cũng rất cao. Đã không hiếm những trường hợp con thú nổi điên quay lại tấn công người huấn luyện. Vậy nên chuyện bầm tím cơ thể là bình thường và bỏ mạng cũng là điều hiếm gặp. Nghề diễn viên đóng thế. Diễn viên đóng thế là một nghề mà bạn phải thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm như va đập, tông xe, nhà lộn. Bất kể cảnh nguy hiểm nào trong phim, người diễn viên đóng thế cũng có thể đối mặt. Tuy nhiên, có những cảnh mà chính người đóng thế cũng không lường trước được nguy hiểm đến mức nào, và không phải lúc nào họ cũng gặp may mắn. Người muốn gắn bó lâu dài với nghề này hẳn phải là người có đam mê và một trái tim thực sự dũng cảm.